Thanh Vy và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện nóng mới để gửi đến quý vị. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thí sinh hoàn thành bài thi ngoại ngữ, khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kiệu đầu mùa được giá, nông dân Đồng Tháp phấn khởi thu hoạch. Nữ tài xế lái ô tô tông hàng loạt xe ở Vũng Tàu vi phạm nồng độ cồn. Hấp dẫn chương trình kích cầu du lịch hè ở Đà Nẵng. Hà Nội, mùa hoa tường vi bung nở. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, sáng nay các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Mỗi bài thi gồm có 3 môn thi thành phần với thời gian làm bài 50 phút một môn. Ghi nhận của chương trình tại Hà Nội. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần vật lý, hóa học, sinh học. Còn bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, thi theo hình thức trắc nghiệm. Năm nay có khoảng 55,5% thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội, gần 32% số thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học tự nhiên. Đề thi các môn bài tổ hợp khoa học xã hội được đa phần thí sinh nhận định là cơ bản. Lịch sử thì chỉ cần có tầm 5 câu cuối là khó rồi, còn lại thì khá là cơ bản, chỉ cần học trong sách là cũng được. Còn môn địa thì cũng thế ạ, cũng tính toán, phần tính toán cũng dễ mà phần lý thuyết cũng dễ. Công dân thì chỉ cần đọc hiểu ạ. Trong khi đó, đề bài thi khoa học tự nhiên được nhận định là có mức độ phân hóa cao hơn, nhất là với môn vật lý. Như là môn lý em thấy bắt đầu từ câu 31, 32 đổ xuống đến câu 40 là mang độ phân hóa khá cao. Và em thấy là em nghĩ là mức độ trung bình của các bạn thi tự nhiên môn lý thì sẽ rơi vào khoảng tầm sẽ từ dao động từ 6 đến 8 điểm ạ. Lý khoảng từ câu 30 là khó. Đề sinh thì dài, khá là dài. Và đề hóa thì cũng ở mức ổn ạ. Ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh đều có tâm trạng vui vẻ, thoải mái sau khi kết thúc môn thi tổ hợp, vì đánh giá đề thi khá dễ dàng để vượt qua. Đến 15 giờ 30 phút chiều nay, các thí sinh cũng đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ. Đây là một trong ba bài thi bắt buộc thí sinh phải dự thi để được xét tốt nghiệp trung học phổ thông và cũng là bài thi kết thúc kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Hoàn thành bài thi môn tiếng Anh, nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay vừa sức và có sự phân hóa. Các câu hỏi trong đề bám sát kiến thức đã học ở trường, có câu vận dụng cao, phần đọc vừa sức nếu đọc kỹ và tìm được ý trong bài. Nhiều thí sinh tự tin có thể đạt từ 8 điểm trở lên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Theo dự kiến, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Và thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 7. Các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Ghi nhận về hoạt động sản xuất của người dân, những ngày này đi dọc tỉnh lộ 843 xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân đang thu hoạch củ kiệu tươi, phơi kiệu trong không khí phấn khởi khi củ kiệu đầu mùa được giá. Nông dân trồng củ kiệu ở xã Phú Hiệp cho biết, hiện thương lái đến tận ruộng thu mua củ kiệu tươi với giá từ 12 đến 15 ngàn đồng một ký. Kiệu giống phơi 3 nắng giá từ 30 ngàn đồng đến 35 ngàn đồng một ký. So với cùng kỳ năm ngoái, giá kiệu tươi tăng 3.000 đồng một ký và kiệu khô tăng 5.000 đồng một ký. Nông dân đạt lợi nhuận trung bình 15 triệu đồng một công. Vụ này, toàn huyện Tam Nông có gần 100 hectare canh tác củ kiệu.
nông dân chủ yếu bán kiệu tươi, kiệu giống và một số ít chế biến thành dưa kiệu. Mặc dù kiệu trúng giá, nhưng do gặp thời tiết nắng mưa thất thường, nên sản lượng trung bình đạt từ 3 đến 3,5 tấn một công, giảm 0,5 tấn so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, thời điểm hiện tại, mưa xuất hiện nhiều hơn tại Đông Nam Bộ, cũng là lúc mà người dân ở các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đi săn nấm mối đầu mùa. Loại nấm tự nhiên này chỉ xuất hiện một lần trong năm, nên luôn có giá đắt đỏ, nhất là vào đầu mùa. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, người dân cho biết năm nay sản lượng nấm mối giảm so với năm ngoái, khiến giá bán tăng cao. Nấm búp đầu mùa có thời điểm được thương lái mua với giá 750.000 đồng một ký, còn nấm nở khoảng 300.000 đồng mỗi ký. Những người đi hái nấm mối cho biết sản lượng nấm phụ thuộc nhiều vào thời tiết, sau mưa. Nấm mọc nhiều có thể hái được cả chục ký, nhưng nếu trời nắng có khi chỉ hái được khoảng vài gram. Một người chuyên kinh doanh nấm mối ở Đồng Nai cho hay, sản lượng nấm thu gom hiện chỉ đạt khoảng 30% so với năm ngoái. Thưa quý vị, việc người dân hàn gắn các lồng sắt khung bảo vệ hay nhiều người gọi là chuồng cọp ở các căn hộ chung cư nhỏ riêng là thực trạng thường gặp tại nhiều thành phố lớn, trong đó thì có thành phố Hồ Chí Minh. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là khi xảy ra cháy nổ. Và thực tế đã có nhiều vụ cháy thương tâm xảy ra tại những ngôi nhà có thiết kế chuồng cọp như thế. Nhân và giải pháp trước mắt đối với các chuồng cọp là phải mở lối thoát ra bên ngoài, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng tiếp cận cứu hộ cứu nạn khi có sự cố, nạn nhân cũng dễ thoát hiểm. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh, việc lắp những lồng sắt này dễ vi phạm quy định về xây dựng nếu có dấu hiệu cơ nới, mở rộng so với thiết kế được duyệt, hoặc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy nếu ngăn lối thoát nạn và lối tiếp cận của lực lượng chức năng. Nó tùy vào trường hợp cụ thể, nhưng ở đây chúng tôi muốn khuyến cáo là người dân nên bố trí cho mình cái lối thoát nạn thứ hai theo cái hướng mà hiện nay chúng ta đang lắp cái chuồng cọp. Và đối với công an phố thì công an phố và lực lượng phòng cháy cháy vừa qua thì thành lập các cái tổ liên gia, thì trong đó là cũng có đề ra cái giải pháp của vận động người dân mở cái lối thoát nạn thứ hai sang cái hộ các cái hộ xung quanh và để thoát nạn. Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Tô Văn Lâm, Phó trưởng phòng phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng không có thẩm quyền ban hành quy định hay quy chuẩn cho việc lắp đặt hàn gắn lồng sắt kiên cố đối với các chung cư, nhà ở riêng lẻ. Sở cũng đang kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành liên quan sớm ban hành các tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ, phòng cháy chữa cháy, làm cơ sở quản lý các loại hình nhà ở nêu trên. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Nữ tài xế lái ô tô tông hàng loạt xe ở Vũng Tàu vi phạm nồng độ cồn. Hấp dẫn chương trình kích cầu du lịch hè ở Đà Nẵng. Hà Nội mùa qua tường vi bung nở. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng xảy ra đêm qua tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khiến nhiều người thương vong. Đến trưa nay thì cơ quan công an đã thông tin kết quả đo nồng độ cồn của nữ tài xế trong vụ việc. Nữ tài xế gây tai nạn là Trần Thị Thu Thanh, sinh năm 1987, ngụ phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Camera từ nhà dân cho thấy nữ tài xế điều khiển xe với tốc độ khá nhanh. Kết quả đo nồng độ cồn trong máu của người này là 82,3 mg trên 1 lít. Nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503 mg trên 1 lít. Thông tin ban đầu vào khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 6, xe ô tô do Thanh điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu. Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Đoàn Thị Điểm, chiếc xe này gây tai nạn với một nhân viên thu gom rác. Sau đó, ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông vào nhiều xe máy khác. Tiếp đó, xe ô tô này chạy thẳng đến vòng xoay giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Lê Quý Đôn và Bà Triệu, Lê Lai, tông trúng vào xe máy đang dừng đèn đỏ, làm hai nạn nhân là mẹ con trú tại phường 7, thành phố Vũng Tàu, tử vong. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào trụ đèn ven đường. 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có 3 trường hợp thương tích nặng. Các phương tiện hư hỏng,
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại An Giang, trong lúc đang thu gom rác trên đường, một công nhân vệ sinh bất ngờ bị xe ô tô tông tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Định, sinh năm 1981, trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Tài xế điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn trên vì hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ông TCH, sinh năm 1966, trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, là nhân viên công ty công trình đô thị đang thu gom rác trên đường Thục Phán, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, thì bị xe ô tô do Định điều khiển tông trúng. Sau khi gây tai nạn, Định trốn khỏi hiện trường, còn ông H được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Khi hay tin nạn nhân tử vong, Định đã đến cơ quan công an đầu thú. Qua kiểm tra, xác định tài xế Định có nồng độ cồn trong máu. Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1974, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, về tội giết người. Nạn nhân trong vụ việc là vợ của bị cáo. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1 năm 2024, tại nhà riêng ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, bị cáo Nguyễn Văn Cường đã dùng dao sát hại vợ là bà NTUT. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường mức án tù chung thân về tội giết người. Thưa quý vị, tại buổi lễ vinh danh ở thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức, Michelin Guide công bố 7 nhà hàng được nhận 1 sao năm 2024, trong đó có 4 nhà hàng được giữ sao từ năm ngoái và 3 nhà hàng mới. Năm nay, Michelin Guide giới thiệu 164 cơ sở ăn uống với 7 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, 58 cơ sở ăn uống đạt tiêu chí quán ngon, giá phải chăng và 99 cơ sở ăn uống được Michelin tuyển chọn đề xuất. Theo định nghĩa của Michelin Guide, 1 sao trong hệ thống 3 sao Michelin dành cho nhà hàng kinh doanh ẩm thực, sử dụng nguyên liệu chất lượng, phục vụ những món ăn được chế biến kỹ và có hương vị riêng. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có 3 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, trong khi Đà Nẵng lần đầu có nhà hàng được vinh danh. Trong số 58 nhà hàng ăn ngon giá phải chăng, 24 cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, 18 ở Hà Nội và 16 ở Đà Nẵng. Còn trong số 99 cơ sở ăn uống được Michelin tuyển chọn và đề xuất năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh cũng chiếm số lượng đông nhất với 47 nhà hàng, Hà Nội 33 và Đà Nẵng 19 cơ sở. Trên lĩnh vực du lịch, vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã công bố chương trình kích cầu du lịch mùa hè với các gói khuyến mãi hấp dẫn. Chỉ với số tiền nhỏ, du khách đã có được vé máy bay khứ hồi lẫn thời gian lưu trú ở khách sạn 3 sao. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tung chương trình kích cầu ngay trong thời gian cao điểm của mùa du lịch. Chương trình kích cầu du lịch được thành phố Đà Nẵng áp dụng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, gồm nhiều gói sản phẩm với giá ưu đãi. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, để đưa ra các mức giá tốt nhất cho du khách, chương trình có sự đồng hành tham gia của Hiệp hội Du lịch thành phố, một số hãng hàng không và các khách sạn, công ty lữ hành, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Chúng tôi chủ động hình thành chuỗi liên kết và từ các hãng hàng không, các khu điểm du lịch lớn cũng như là các công ty lữ hành và các khách sạn để chúng tôi có thể tạo ra những cái gói kích cầu. Đồng thời chúng tôi sẽ đem đến những cái sản phẩm du lịch đặc sắc nhất dành cho du khách. Bên cạnh đó, việc giám sát về chất lượng của chương trình cũng như là các cái gói kích cầu thì được Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp sẽ giám sát và thực hiện đảm bảo cái chất lượng và sự hài lòng dành cho du khách. Để thu hút du khách, chương trình kích cầu là hoạt động được thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương thường xuyên triển khai. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tung chương trình kích cầu ngay trong thời gian cao điểm du lịch vào mùa hè và trong lúc thành phố đang diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội vốn có sức hấp dẫn, thu hút được đông đảo du khách. Quyết định hết sức là quyết liệt và táo bạo là phải kích cầu ngay trong mùa cao điểm. Thì như vậy là cái năng lực quản lý điểm đến tốt, bởi vì là cao điểm khách đấy rất đông mà ta vẫn triển khai được cái việc này. Năng lực huy động nguồn lực từ phía đơn vị ví dụ của sao, bởi vì dịch vụ người ta vẫn có thể bán với giá cao nhưng vẫn sẵn sàng tham gia kích cầu để tăng nguồn khách cho điểm đến, và chứng minh được là cái nguồn cung dịch vụ Đà Nẵng rất dồi dào.
Do ảnh hưởng của giá vé máy bay trong nước tăng cao thời gian qua, nên lượng khách nội địa đến Đà Nẵng trong tháng 4 và tháng 5 có xu hướng giảm. Tuy nhiên, với sự chủ động của ngành du lịch, liên kết để đưa ra chương trình kích cầu hấp dẫn, Đà Nẵng kỳ vọng lượng khách trong nước sẽ duy trì, thậm chí vượt năm 2023. Những ngày cuối tháng 6, tại con đường với hơn 100 gốc tường vi cổ nằm trong công viên thực vật cảnh Việt Nam, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, những chùm hoa bắt đầu bung nở tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, thu hút người dân và du khách tới tham quan chụp ảnh. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 cây số, vườn hoa tường vi tại công viên thực vật cảnh Việt Nam đang vào thời điểm nở rộ. Các gốc tường vi ở đây có tuổi đời từ 13 đến 15 năm, được trồng thành một con đường nhỏ. Tường vi là loài hoa dễ trồng, dễ chăm sóc. Hoa thường nở vào khoảng cuối tháng 6, kéo dài tới hết tháng 9 hàng năm. Tại Hà Nội, ngoài con đường hoa ở công viên thực vật cảnh Việt Nam, có thể dễ dàng bắt gặp những khóm tường vi đang bung nở trên nhiều tuyến đường như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Quang Trung. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc chương trình Gần Đây Tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.